Sáng nay 15 tháng 12, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang tiếp tục cưỡng chế thi hành quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hai trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đất đai tại ấp Đường Bào, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, khu 79 căn biệt thự. Hai căn biệt thự có diện tích từ 500m2 đến hơn 1.000m2 mỗi căn, xây dựng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, vi phạm trong lĩnh vực đất đai bị phát hiện vào năm 2022. Mặc dù chính quyền thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đã nhiều lần tuyên truyền, vận động và gia hạn thời gian cho hai cá nhân vi phạm là ông Phạm Văn Ba và ông Phạm Văn Cường tự nguyện tháo dỡ di dời vật kiến trúc ra khỏi đất bào chiếm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu của đất. Nhưng các cá nhân cố tình né tránh, không tự nguyện chấp hành thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định, buộc tiến hành cưỡng chế đối với các trường hợp trên. Tuy nhiên, đến ngày cưỡng chế, hai cá nhân trên đã tự nguyện tháo dỡ hai công trình xây dựng trái phép, trả lại hiện trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Lực lượng chức năng hỗ trợ di dời và lập biên bản bàn giao cho xã quản lý. Tính đến nay, chính quyền thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cưỡng chế 16 hộ với 15 căn biệt thự và một thửa đất trong khu 79 căn biệt thự. Hiện đang tiếp tục củng cố, hoàn thiện hồ sơ các căn biệt thự còn lại để cưỡng chế trong thời gian tới.